Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Bệnh tay chân miệng đang lây lan đến mức báo động tại Đồng Nai. Và trần thủ đoạn chữa bệnh của một thần y nữa cùng với phương thức vỗ tai kéo lưỡi. Sáng nay, Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thi đấu chặng 8 tại Nghệ An. Thưa quý vị, ngành y tế Đồng Nai hiện đang đứng trước khó khăn để ngăn chặn bệnh tay chân miệng. Cái bệnh này đang lây lan một cách chóng mặt đến mức báo động, tăng 1.500 trường hợp so với cùng kỳ năm trước. 3 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh Đồng Nai ghi nhận hơn 1,8 ngàn trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Trong đó, thành phố Biên Hòa là địa phương có số ca mắc cao nhất với 725 ca, tiếp đó là huyện Trảng Bom với 352 ca. Các bác sĩ dự báo dịch bệnh tay chân miệng có nguy cơ bùng phát rất mạnh trong thời gian tới. Do chưa có vaccine phòng bệnh này, nên người dân cần nâng cao ý thức và thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch cho trẻ nhỏ. Để phòng bệnh, trước tiên những gia đình có con nhỏ, đặc biệt trong độ tuổi mẫu giáo mầm non, cần lưu ý thực hiện ăn uống sạch, ở sạch, bàn tay sạch và chơi đồ chơi sạch. Mấy ngày qua, người dân Quảng Ngãi xôn xao trước thông tin về thần y với cách chữa bệnh giống hệt với ông Võ Hoàng Yên bị tố lừa đảo gần đây. Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc xác minh làm rõ. Qua xác minh thì xác định đối tượng ở địa bàn của huyện Tư Nghĩa và đã mời đối tượng lên làm việc tại trụ sở công an huyện. Qua làm việc thì đối tượng đã thừa nhận người trong video clip là mình. Thanh niên này sau khi chữa bệnh, bệnh nhân đều bị rát họng, khó khăn trong ăn uống nhưng chưa có biến chứng. Y tiếp tục hẹn các bệnh nhân giữa tháng 4 sẽ về chữa trị thì bị công an mời lên làm việc. Ngày 13 tháng 4 qua làm việc với công an, đối tượng là sinh viên năm nhất của một học viện âm nhạc đã khai nhận việc làm sai của mình. Về mẫu y tế là tôi chưa có bằng cấp và chưa có chứng từ để là hoạt động về mẫu y tế. Cơ quan công an cảnh báo người dân trên địa bàn, nếu phát hiện vụ việc tương tự thì kịp thời báo cơ quan chức năng xác minh xử lý và không nên đặt niềm tin phản khoa học gây hậu quả không tốt về sau, cũng như gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Thưa quý vị, là huyện ngoại thành của Thành phố Hồ Chí Minh, huyện Củ Chi có nhiều lao động nhập cư, đời sống còn nhiều khó khăn. Vì vậy, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều chính sách chăm lo, hỗ trợ cho người dân. Một trong số đó là chính sách bảo hiểm y tế luôn được huyện chú trọng. Biết được lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế, bà Lê Thị Thoại đã chủ động tham gia bảo hiểm y tế xuyên suốt mấy chục năm nay. Nhờ vậy, mỗi khi đi khám chữa bệnh, bà cũng bớt đi phần nào chi phí. Khi tôi đi khám bệnh đó là bảo hiểm chi trả cho tôi là 80%. Thành thử ra trong gia đình tôi là ai cũng là có bảo hiểm y tế hết. Tính đến hết năm 2020, huyện Củ Chi đã đạt gần 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Nhờ đó mà đời sống người dân được chăm lo tốt hơn, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Phấn đấu đạt 100% người dân ở huyện Củ Chi và các huyện ngoại thành tham gia bảo hiểm y tế. Nỗ lực này không chỉ giúp chăm lo, cải thiện đời sống người dân, mà còn đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Những khung cảnh rất đổi bình dị quen thuộc của Việt Nam hiện ra từ những mảnh ghép Lego đầy màu sắc. Chương trình xin mời quý vị gặp gỡ bạn trẻ Hoàng Đặng, người đã thổi hồn dân tộc vào những viên gạch vô tri. Những sáng tạo của Hoàng Đặng thậm chí vươn mình ra quốc tế nhờ bài viết của hãng thông tấn Reuters. Tôi muốn trải nghiệm cái văn hóa mang tính Việt Nam nhất và Hà Nội nhất. Thì những cái sản phẩm của tôi đưa ra là muốn đưa lại một góc nhìn của tôi thông qua cái chất liệu quốc tế được rất nhiều người biết đến là Lego. Với bạn trẻ này, giá trị của Lego nằm ở khoảng cách thế hệ. Chúng ẩn chứa cả một thế giới thu nhỏ và sự sáng tạo vô tận chỉ trong những hình khối đơn giản được lắp ghép lại với nhau. Thành phố Tuy Hòa vừa chứng kiến bệnh nhân và người nhà hành hung bác sĩ và điều dưỡng tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Ngày 13 tháng 4, Giám đốc Bệnh viện đã có công văn chính thức đề nghị công an điều tra xử lý vụ việc. Sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 11 tháng 4, khi đó Nguyễn Mạnh Nhất sinh năm 1990 trú Thái Bình nhập viện với tình trạng đa vết thương vùng đầu. Trong quá trình các bác sĩ và điều dưỡng thực hiện công tác chuyên môn, bệnh nhân cùng hai người nhà có thái độ hung hăng, chửi bới và đã đánh một bác sĩ cùng một điều dưỡng. Ngoài ra, một nam thanh niên đạp đổ giường và các thiết bị y tế khác trong phòng bệnh nhân. Bệnh nhân là có hất giấy, lấy giấy á, đập vào mặt em. Về lúc đó, lúc sau á, là bệnh nhân là có đánh thêm một bác sĩ nữa. Điện
cho bên công an hỗ trợ với y tế đó mình mới trấn áp được. Đây không phải là lần đầu xảy ra việc bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên. Những vụ việc như thế đe dọa tính mạng, sức khỏe nhân viên y tế cũng như gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Do vậy các cơ quan chức năng cần điều tra, xử lý nghiêm. Sau khi đi công tác về, người đàn ông 40 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh đã vô cùng bức xúc khi nhìn thấy căn nhà mình mới mua bị tạt sơn đỏ hết sân và tường nhà. Hiện vụ việc đã được chuyển cho công an quận Bình Tân xử lý. Ngôi nhà bị tạt sơn nằm trong con hẻm thuộc tỉnh Lộ 10, phường Bình Trị Đông. Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 11 tháng 4, chủ căn nhà nhận được điện thoại của hàng xóm báo rằng nhà của ông bị tạt sơn. Đến trưa ngày 13 tháng 4, về đến nhà, ông vô cùng bức xúc vì nhà mới tân trang đã bị tạt sơn, gây hư hại tài sản. Đặc biệt, chỉ trong một tháng qua, căn nhà này đã bị nhóm người lạ mặt tạt sơn đến 2 lần. Trưa cùng ngày, công an phường Bình Trị Đông đã tiếp nhận vụ việc, trích xuất camera an ninh, xác định nhóm người tạt sơn. Chương trình sẽ được tiếp tục với các thông tin quốc tế. Hôm qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC khuyến cáo ngừng sử dụng vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson. Khuyến cáo được đưa ra sau khi Mỹ ghi nhận 6 ca bị chứng rối loạn đông máu hiếm gặp sau khi tiêm. Tất cả 6 trường hợp gặp biến chứng đều là phụ nữ tuổi từ 18 tới 48. Một người trong số này đã tử vong và một người nữa phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. 6 ca này được phát hiện sau khi Mỹ đã tiêm hơn 6,8 triệu liều vaccine Johnson & Johnson. Các chuyên gia của CDC cho biết đây là những trường hợp cực kỳ hiếm gặp do 1 triệu ca mới xảy ra một trường hợp biến chứng. Dù đây là một khuyến cáo của giới chức y tế, chính phủ Mỹ nhiều khả năng sẽ ngừng tiêm vaccine tại mọi điểm tiêm chủng liên bang. Các quan chức liên bang kỳ vọng các cơ quan y tế tiểu bang cũng sẽ làm tương tự. Hôm qua, nước Anh nới lỏng những lệnh hạn chế phòng COVID-19, đúng vào ngày nước này tôn vinh trò chơi điện tử Scrabble. Chính vì vậy mà công ty Scrabble đã có những hành động đặc biệt, đó là chiếu những từ ngữ mang thông điệp vui tươi lên các tòa nhà tại London. Những từ như hope, hy vọng, health, sức khỏe hay family, gia đình được chiếu lên bên ngoài các quán bar, cửa hàng, nhà cao tầng. Các từ được chiếu mang tâm trạng vui tươi sau khi lệnh phong tỏa được nới lỏng và được thể hiện theo phong cách của trò ghép từ Scrabble. Từ có ý nghĩa lớn nhất đối với tôi là reunion, đoàn tụ. Chúng tôi đã bị chia cắt quá lâu và đều trông chờ được gặp gỡ gia đình và bạn bè. Ngày Scrabble quốc gia là ngày để ăn mừng trò chơi ghép từ đã được tạo ra cách đây hơn 70 năm và hiện đã trở nên phổ biến ở hơn 100 quốc gia với 30 ngôn ngữ khác nhau. Ngày Scrabble quốc gia tại Anh là ngày 13 tháng 4, ngày sinh của kiến trúc sư người Mỹ đã phát minh ra trò chơi này, Alfred Mosher Bus. Theo công ty Scrabble, lệnh phong tỏa đã khiến doanh số trò chơi này tại Anh tăng hơn 50% trong năm 2020. Thưa quý vị, tại Gaza, một số thợ thủ công duy trì phong tục trước tháng Ramadan. Họ làm những đèn lồng truyền thống, trang trí đường phố và nhà cửa. Hoạt động cũng là kế sinh nhai cho những người này giữa lúc đại dịch khiến cho nhiều nơi ban hành giới nghiêm. Những chiếc đèn lồng báo hiệu tháng Ramadan đang đến gần. Với nhiều người, làm đèn lồng ban đầu là vì sở thích vào thời gian rảnh rỗi. Nhưng từ 3 năm nay, tình hình kinh tế trở nên tồi tệ ở Gaza, cộng thêm dịch bệnh. Ngày này giờ đây cũng giúp họ kiếm sống. Từ một năm trước, chồng tôi đã nghỉ việc. Vì vậy, công việc này là nguồn thu nhập duy nhất của chúng tôi. Năm nay, các thợ thủ công bắt đầu làm việc vào tháng 12. Có người đã làm được từ 300 đến 400 cái. Giá khởi điểm từ khoảng hơn 200.000 đồng, tùy kích cỡ. Cũng có người đã nghĩ đến dự án khởi nghiệp từ những chiếc đèn lồng này cho mùa hành hương, các ngày lễ tôn giáo và đám cưới. Với các tín đồ Hồi giáo tại Gaza, tháng chay Ramadan là điều rất đặc biệt. Sau một ngày nghỉ ngơi, vào sáng nay, các đội đua của Cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 33 năm 2021 nón sông liền một giải Niềm tin chiến thắng HTV Tô Đông Á tiếp tục thi đấu chặng 8 đua đồng đội tính giờ tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, cự ly 39 km. Do vẫn tính thành tích cho cá nhân, vì thế đua đồng đội tính giờ luôn là chặng thi đấu quan trọng, ảnh hưởng đến cuộc cạnh tranh của các danh hiệu cá nhân lẫn cúp đồng đội tại Cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Đội thành phố Hồ Chí Minh Vinama là đương kim vô địch cúp đồng đội, trong khi đội tập đoàn Lộc Trời An Giang hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng đồng đội sau 7 chặng ở cuộc đua năm 2021. Tay đua Nguyễn Tấn Hoài của Dược Domesco Đồng Tháp đang giữ cả hai áo vàng và xanh sau 7 chặng. Chặng 8, đua đồng đội tính giờ sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 4 trên HTV9 và HTV Thể thao. Thông tin cập nhật sau khi cán nát chân một nam thanh niên, tài xế xe container đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Tối 13 tháng 4, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã truy tìm người tài xế này.
Theo đó, khoảng 20 giờ 30 phút, nam thanh niên chừng 25 tuổi chạy xe máy trên quốc lộ 1 hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến cầu vượt ngã ba Tân Dạng thuộc phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, thanh niên này cho xe chạy xuống và cầu vượt thì xảy ra va chạm với một container chạy cùng chiều. Cú va chạm làm cho nam thanh niên ngã xuống đường bị bánh xe container cán nát một chân. Chiếc container không dừng lại mà vẫn tiếp tục di chuyển rời khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó được công an phường Bình Thắng chở vào bệnh viện cấp cứu. Nhận thông tin, công an thành phố Dĩ An đã trích xuất camera để truy tìm phương tiện liên quan. Còn tại Bình Phước, một nam sinh lớp 12 đã tử vong khi em điều khiển xe máy tông trực diện xe ben đầu kéo. Sự việc thương tâm xảy ra vào tối 13 tháng 4 trên quốc lộ 14 đoạn qua huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Toàn bộ hình ảnh được camera an ninh ghi lại. Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ tối cùng ngày, nam sinh trường trung học phổ thông Đồng Tiến, tên Phúc, 18 tuổi, điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Đắk Nông. Đến đoạn ấp 3 xã Đồng Tiến, nam sinh này được cho là đi ngược chiều với tốc độ cao, tông trực diện vào đầu xe ben đầu kéo kéo theo rơ móc đang lưu thông theo chiều ngược lại. Cả người và xe ngã văng ra, nam sinh tử vong. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Bản tin sáng 14 tháng 4 của Bộ Y tế cho biết có 3 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh tại Khánh Hòa, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên thành 2.717. Chương trình hôm nay của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.